cái cuốn cán gì mà vừa cuốn xong đánh một set đã trơn rồi. Thế à, thế đi dùng thử cái cuốn này đi. Trước tiên thì phải bóc cái cuốn cũ cái đã. Đây là cuốn cán TNT Pro. Sau một thời gian sử dụng thì mình cảm thấy cuốn cán có độ bám tay và êm gần giống với cuốn cán Yonex. Phải nói là cảm giác cầm giống đến 80% so với cuốn cán Yonex đấy anh em ạ. Và đặc biệt hơn là giá thành rất rẻ, chỉ bằng 1/3 với cuốn cán Yonex, lại còn có rất nhiều màu cho anh em lựa chọn nữa. Anh em hãy thử và để lại cảm nhận cho mọi người biết nha.